Rồi, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. À, mình tổng kết xong rồi mình giờ mình kéo nhau ra đây mình ăn uống một trận mà gọi là tơi bời, có một trận hoành tráng thôi. Ừ. Nè, ăn gì kêu nghe. Ê, Ừ. nói nghe nè. Ừ. Bây giờ tôi hỏi thăm chút coi. Ừ. Bây giờ hết ngày hôm nay là tụi mình cũng ít có khi nào mình gặp nhau rồi. Đó, mình liên lạc với nhau này nó cũng được. Nhưng mà mình ít khi nào mình gặp nhau mỗi ngày. Đúng Nhớ rồi. nhớ mấy bạn quá, tôi chịu không nổi luôn. Tôi cũng nhớ mấy bạn lắm. Bởi vậy giờ mấy bạn làm gì cho tôi đỡ nhớ đi, Làm gì là làm vậy? như người góp lại cho tôi 50-70 ngàn gì đó, cái tôi cầm cái tiền đó tôi nhớ mấy bạn hoài luôn vậy đó. Trời ơi, Bạn nói chuyện càng lúc càng có duyên đó nói nha. giỡn cho vui vậy thôi chứ. Bây giờ này tôi nói nghiêm túc nè, bây giờ tôi hỏi mấy bạn có định hướng gì cho tương lai của mình chưa? Đó, thì giờ vô trường nào tính chưa? Thì tôi cũng có tính rồi. Vậy Cái hả? tính tình của tôi nè, tôi thì hợp nhất là làm luật sư thôi, nên tôi thi vô luật. Trời ơi, nghĩ sao mà cái tính của nó vậy mà nó làm luật sư rồi bà Phượng. Bạn nghĩ sao? Giờ ai nói giống gì bạn cũng ừ hết trơn. Bạn đây làm luật sư rồi bạn bảo vệ được quyền lợi cho ai? Đi ra ngoài cái công tố viên nói người này có tội cái cũng cái nói bên là bị cáo có tội cũng cuối cùng vòng qua vòng lại hồi nói nạn nhân có tội nó cũng luôn. Trả thấy chưa, cái Trời. gì nó cũng hết trơn á, làm sao được, không được rồi. Không được rồi hả? Vậy thôi để tôi đổi nghề khác đi ha. Còn ông? Ông tính làm cái nghề gì? Tôi hả? Ừ. Tôi trước tiên là tôi tính tôi đi học. Thì dĩ nhiên rồi, ai muốn làm nghề gì cũng phải đi học chứ. Mà vấn đề là ông muốn học nghề Tôi gì? thấy cái nghề này hợp với tôi lắm. Vậy hả? Nghề Rất gì vậy? rất hợp với dáng tôi. Trời ơi. Nghề gì? Mắc cỡ thôi không có được. Trời, ông đừng nói tôi ông làm người mẫu nha. Không có. Chắc chắc đi đóng hài nè. Không. Vậy chứ làm gì? Diễn viên điện ảnh. Trời ơi. Đúng viên. Ê ê, tôi nói này nghe vui lắm nè. Vui 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 hả? Vui Trời vậy? ơi, Là sao? cái nhà ông mà không có cái gương á, ông cũng kiếm vũng nước nào dưới đất. Ông soi cái bản mặt của ông đi, mặt ông nhà nào làm diễn viên gì trời. Trời ơi, ông giáo đâu, ba má tôi nhà khen tôi có năng khiếu đóng phim hoạt hình lắm đó. Trời ơi. Bây giờ tôi thích làm diễn viên. Tôi vô trường sân khấu điện ảnh tôi học xong tôi ra tôi làm diễn viên. Thôi kệ cũng được, mấy cái vai nào mà xấu xấu á, ông đóng chắc cũng hợp. Kệ tôi xấu mà kết cấu tôi hoàn hảo rồi tôi đóng được hết á. Chắc mấy mấy cái vai mà cải lộ mướn hay đòi nợ rồi là Kệ ta, thắng được. nó tà hiền gần chết, nó cải lộ mướn gì. Thôi kệ ông đi, nói chung là mỗi người có một ước mơ, mình cứ trân trọng ước mơ của bạn đi ha. Còn bà Ngân bà tính làm gì mà nói tôi nghe coi. Tạm thời cho mình giữ bí mật nha, sau này các bạn sẽ biết. Ngân là tài sắc vẹn toàn cho nên là Ngân làm cái gì tôi nghĩ là Ngân cũng sẽ thành công thôi. Chứ sao, muội muội của tôi mà. Đúng rồi. Mà ví dụ như Ngân mà đi theo con làm nghệ sĩ cái lương là hết sảy luôn. Cái giọng ngọt quá mà. Dĩ nhiên rồi. Đúng rồi. Cái giọng giống Thanh Ngân ghê vậy đó. Rồi còn bạn Lâm, bạn tính làm gì, hay là bạn tính về rừng bạn đốn củi? Vô duyên. Còn Lâm hả? Lâm sẽ theo ước mơ, theo hoài bão của mình. Lâm sẽ cố gắng trở thành một kỹ sư nông nghiệp để trở về quê giúp quê hương mình phát triển hơn. Rồi, dù sao thì tụi mình cũng ủng hộ ước mơ của bạn. Chắc chắn là bạn sẽ thành công thôi. Nhìn qua nhìn lại năm đứa mình đứa nào cũng thành công hết. Đúng rồi. Tôi không biết đứa nào thất bại nữa. Nói chung là phải tự tin chứ. Dĩ nhiên rồi. Đừng quên quên còn Phượng của tôi nữa. Nãy giờ tôi quên hỏi em là Phượng tính là học vô trường gì? Học vô trường gì hả? Ừ. Tôi thì tôi khác với mấy bạn một chút Sao? xíu. Sao? Tại vì chắc là tôi không có đi nhờ cái con đường học vấn nữa đâu, mà tôi sẽ đi thẳng ra con đường đời luôn. Làm sao nói sao tôi không hiểu à? Tức là tôi không có đi học đại học đâu, mà tôi sẽ đi làm kiếm tiền luôn. Rồi sao vậy? Thì mình đã đi học 12 năm rồi, ba mẹ mình nuôi mình cực khổ biết bao nhiêu rồi. Giờ mình thấy mình ra trường mình kiếm việc làm liền. Vậy ba mẹ mình đỡ cực, đỡ phải nuôi mình nữa đúng không? Tôi thấy tự mình tìm được đồng tiền á là giỏi nhất á, chứ đi học nhiều khi tôi cũng không, nói chung tôi cũng không có ham lắm mấy người ơi. Đó, bạn Phượng nói vậy đó. Ngân với Lâm thấy làm sao? Theo mình thì Phượng không nên nghỉ học mà phải cố gắng học cho hết đại học. Ngân nói đúng đó Phượng à. Lâm nghĩ là Phượng nên học tiếp chứ đừng nghỉ ngang như vậy.
À, thấy không, nó đúng ý tôi, hai bạn nói là quá đúng ý tôi. Tôi cảm thấy là tôi không chấp nhận Phượng vậy được rồi. Thua. Đúng Phượng rồi. Là, thua. Sao? Bây giờ tôi nói Phượng nghe nè. Giờ ba má Phượng có tiền lo cho Phượng tiếp mấy năm đại học hay không? Thì dĩ nhiên là nếu mà ba má tôi cố gắng thì cũng sẽ lo được thôi. Cũng đã lo được 12 năm rồi, chẳng lẽ mấy năm nữa không lo được. Nhưng mà tại ba má tôi lớn tuổi rồi, mình làm gì mình cũng, mình còn trẻ, mình có sức thì mình đi làm kiếm tiền đi, để cho ba má đỡ phải cực khổ chứ. Ờ đúng rồi. Thôi mày nãy nay mày nói đúng hoài. Ai nói gì mà cũng đúng 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 đúng. Để người ta nghe, người hay người ta nói chuyện nè. Bây giờ tôi nói cho Phượng nghe nè. Thấy không, bây giờ nếu ba má Phượng có tiền mà tiếp tục cho Phượng đi theo học nữa thì tại sao Phượng không học? Thấy không, bây giờ người ta không có điều kiện học, người ta muốn học mà người ta không có tiền đi học. Còn mình có điều kiện đi học mà mình lại không đi học, cái đó là quá là sai rồi. Tại vì bây giờ Phượng đi học nè, thấy không, học đàng hoàng, mình có cái bằng cấp rồi mình đi ra mình mới làm những cái công việc lớn, thế như những cái công ty lớn người ta tuyển mình. Thấy không, mình phải có bằng đại học, mình phải có chuyên ngành nghề rồi đàng hoàng rồi người ta mới tuyển mình vô làm. Hỏi Phượng chứ bây giờ bằng cấp 12 người ta đâu có tuyển mình vô làm đâu. Rồi không lẽ cứ đi phụ bán quán cà phê hay là đi làm mấy cái chuyện lặt vặt rồi bưng bê, rồi không lẽ làm những cái đó hoài, rồi không lẽ suốt cuộc đời vậy sao? Cái đó là Phượng mới là hại cho cha mẹ mình đó. Con nên mình phải học đàng hoàng. Tôi nói Phượng nghe, không có gì bảo vệ ta bằng tài năng và học thức. Đó, có nghĩa là mình có tài năng, thấy không, mình phải có kiến thức nữa thì mình mới phát huy được cái tài năng của mình, cái khả năng của mình thì mình mới thành công chứ, thấy không? À, tôi nói vậy là Ngân với là Lâm thấy đúng không? Quá đúng. Nhưng mà nó nghe nè, cho tôi có ý kiến chút xíu đi. Ý kiến sao? Tại vì tôi thấy bây giờ cũng có nhiều người học đại học bằng cấp quá trời trong tay luôn, mà ra thì cũng vẫn làm những công việc bình thường. Nhiều khi xin việc hoài, không được thì cũng phải ở nhà rồi kiếm công chuyện buôn bán lặt vặt, cũng giống như là những người không có học đại học thôi. Với mấy người nói làm sao vậy? Không dám đâu, nhưng mà cái đó là người ta nuôi ước mơ của người ta. Thấy không, bây giờ người ta lấy cái ngắn người ta nuôi cái dài. Bây giờ người ta làm những cái chuyện phụ, nhưng mà người ta có bằng, có cấp đàng hoàng, thì một ngày nào đó người ta may mắn, người ta nhận được một công ty nào đó lớn, người ta mời vô làm, lương một tháng mấy ngàn đô luôn thì sao? Ý ông giống như là cứ từ từ rồi chờ cơ hội vậy đó hả? Đúng rồi. Nhưng mà nói chung là nãy giờ nghe mấy người khuyên thì tôi cũng thấy là hình như quyết định của tôi cũng hơi nóng vội á. Đúng rồi. Chắc là tôi phải suy nghĩ lại. Nhưng mà có lẽ là tôi sẽ chọn lại con đường đi đại học á. Đúng đúng, đừng có nóng quá, nóng quá là phỏng đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Coi như là bây giờ mình tích lũy kiến thức ha. Để tôi nè, giờ tôi học diễn viên điện ảnh ra, tôi biết tôi đâu có đóng phim liền được, nên tôi phải đi đóng quần chúng. Đó, tôi đóng từ cái nhỏ rồi tôi mới lên, tôi thành nổi tiếng chứ. Hiểu không? Mình phải có lòng tin. Cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Rồi bây giờ mình quyết định mình ăn một trận hoành tráng nha. 1, 2, 3, vô. Tình đã
cho người em gái mến thương nơi chốn nào bao giờ mình gặp nhau. Có những lần hoàng hôn rớt trên vai, bước chân đi lòng núi tiếc ai hoài, nhặt hoa rơi mà không nói nên câu nhớ nhau vì chia phôi, khép tâm tư dành riêng mến một người. Ngày xanh ơi, ngày xanh chết trong tim, biết đâu mà tìm. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi cánh hoa tiên. Hoa xưa đây những bóng dáng anh đâu, dòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn. lại chuyện buồn.